Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên và mẹ ghê gớm trong Đừng Nói Khi Yêu, ngoài đời gần 50 tuổi chưa chồng, được mệnh danh là nữ tướng làng sân khấu kịch. Gia đình của chị cần gì ở tôi? Tiền à? Cháu muốn cái gì? Tiền hả? Bác sẽ hỗ trợ cho cháu. Làm sao vậy? Vợ mối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Trong vài năm trở lại đây, những bộ phim truyền hình do VTV sản xuất đều khéo léo kết hợp những nghệ sĩ miền Nam và miền Bắc để tạo nên sự hấp dẫn, thú vị đối với khán giả. Và một điểm trùng hợp là nghệ sĩ miền Nam ra Bắc đóng phim truyền hình, ai cũng tạo được tiếng vang. Tình tiết bộ phim Đừng Nói Khi Yêu được đẩy lên cao trào nhất kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên xuất hiện trong vai bà Thảo, mẹ của Quy, Mạnh Trường. Bà là người tạo nên những drama cho chuyện tình của cậu con trai, Cấm Đoán Ly và Quy. Mỹ Uyên đã hóa thân trọn vẹn vào một bà mẹ miền Nam ghê gớm, một doanh nhân thành đạt với style ăn mặc sang chảnh, quý tộc, từng lời nói, cử chỉ đều thể hiện bà là người có tiền, xem thường những người yếu thế hơn mình. Trước đây Mỹ Uyên cũng từng đóng mẹ của Mạnh Trường trong phim Cả Một Đời Ân Oán nhưng hình tượng khác, lần này cô cắt tóc ngắn trông trẻ trung và hiện đại hơn rất nhiều. Không tham gia nhiều phim truyền hình nhưng nghệ sĩ Mỹ Uyên lại là một người phụ nữ quyền lực và có tiếng trong nghề. Hiện chị đang là giám đốc nhà hát sân khấu nhỏ 5B, thành phố Hồ Chí Minh, được mệnh danh là nữ tướng của làng sân khấu kịch. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên sinh năm 1975, bố mẹ nữ diễn viên ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Mẹ Mỹ Uyên cũng đã mất nên cô đang sống cùng các cháu ruột. Đã gần 50 tuổi nhưng Mỹ Uyên vẫn chưa tìm được ý trung nhân của mình. Cô chưa một lần lên xe hoa, bình thản trước chuyện chồng con. Nữ diễn viên tự nhận mình là người phụ nữ của gia đình, khi thích nấu cơm, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa. Cô tự thừa nhận mình là người khó tính và rất kỹ trong việc chọn đàn ông, không bị áp lực hay chịu sự tác động của những người xung quanh. Có lẽ vì thế mà đến độ tuổi U50 cô vẫn còn lẻ bóng. Có tuổi rồi, Mỹ Uyên lại không thích chọn đại một người đàn ông để làm chồng. Nhưng nữ diễn viên cho rằng cô không hề ế vì có rất nhiều người yêu và theo đuổi cô. Có nhiều người khuyên Mỹ Uyên rằng không có chồng thì cũng nên có một đứa con. Tuy nhiên nữ nghệ sĩ cho biết cô không muốn đẻ con với người không yêu, cũng không muốn tìm người giàu có, sinh cho họ đứa con rồi để dựa dẫm. Quan điểm của cô là con đẻ ra phải có cha. Chia sẻ về mẫu người đàn ông lý tưởng, Mỹ Uyên cho biết người đó phải có tiền, có trách nhiệm với gia đình và địa vị trong xã hội. Hơn nữa phải có thực tài chứ không phải bên ngoài hình thức mà bên trong trống rỗng. Chưa lấy chồng nhưng Mỹ Uyên vẫn chìm đắm trong tình yêu kể cả khi cô sắp vỡ nợ. Nữ diễn viên cho biết cô thuộc tuýp phụ nữ ướt át, lãng mạn và đặc biệt không thích quen những người đàn ông đã có hạnh phúc riêng của họ. Nhiều năm qua, Mỹ Uyên sống cùng cháu gái và xem cháu như con.